Sau khi được sự đồng ý của Bộ Giao thông Vận tải, trạm BOT Bàn Thạch đặt tại huyện Tuy An, Phú Yên đã thực hiện giảm 100% giá vé cho một số loại xe qua trạm. Các phương tiện được giảm 100% giá vé là xe loại 1 bao gồm ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn của xã An Dân, huyện Tuy An và phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu là hai địa phương thuộc vùng phụ cận với trạm thu phí. Các loại xe buýt vận tải khách công cộng, xe vệ sinh môi trường và xe công vụ thuộc cơ quan nhà nước của huyện Tuy An và thị xã Sông Cầu, xe của một số lãnh đạo tỉnh ủy và đoàn biểu quốc hội tỉnh Phú Yên tổng cộng có 131 xe được miễn phí hoàn toàn tiền vé.